Xin chào độc giả của báo Thanh Niên. Hôm nay Đoàn Trường rất là vui khi được giới thiệu đến với mọi người những cái góc riêng của mình, những cái góc mà chứa đựng những cái tình cảm của Đoàn Trường với tất cả những anh chị em nghệ sĩ và đồng nghiệp. Bây giờ Đoàn Trường xin được giới thiệu một cái góc rất là dễ thương mà đầy ắp những kỷ niệm của mình. Đó là một cái góc mà Trường chụp hình và lưu lại những khoảnh khắc với nhiều nghệ sĩ của Việt Nam. Bây giờ hiện tại thì Trường cũng trở lại showbiz sau hơn 10 năm, tạm ngưng hoạt động từ năm 2010. Cho nên Trường có nhiều thời gian hơn để đi event và gặp gỡ nhiều anh chị em nghệ sĩ. Và có những tấm hình thì sau gần 15 năm, 18 năm và 20 năm thì Trường mới có được dịp chụp hình lại chung với lại mọi người. Thí dụ như là gần đây thì Trường với lại Thu Trang cũng 15 năm mới gặp lại nhau. Và sau đó Trường với lại Cẩm Ly, hai anh em quay hình cho một chương trình ca nhạc dịp Tết vừa qua, thì cũng mới có dịp gặp lại nhau và rất là vui. Đây là những cái kỷ niệm mà Trường không bao giờ Trường quên được. Hiện tại thì Đoàn Trường rất muốn đi du lịch và có sở thích đi du lịch. Và hiện tại cho đến bây giờ thì Trường đã đi được khoảng 30 nước trên thế giới với hơn 60 các tỉnh thành. Và Trường có một thói quen là khi đi đến đâu á thì mình sẽ thu thập lại những cái vật lưu niệm ở nơi đó. Trường rất là yêu mến đất nước Nga. Đây là biểu tượng của búp bê Nga Matroska, là một đất nước rất là xinh đẹp và được bình chọn là nơi có mùa thu đẹp nhất trên thế giới. Thì thật ra là Trường xem Nga như là một quê hương thứ hai của mình, vì mình đã học tập sinh sống ở Nga được 8 năm. Các bạn thân mến, còn đây là bộ sưu tập những cái tòa tháp cũng như là những cái biểu tượng của mỗi một quốc gia mà Đoàn Trường đã đi qua. Đây là con ngựa thành Troy ở Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tượng nữ thần tự do ở New York, tượng nhân sư ở Ai Cập, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu ở Trường Hải, rồi tòa nhà trắng White House ở Washington DC, tháp Eiffel rất là nhiều, Canada, rồi ở xứ sở chuột túi ở Australia, Úc. Và đặc biệt đây là nơi mà Trường rất là thích, đó là điện Kremlin ở Nga, Moscow. Mọi người có thể đoán được 10 cái quyển trên này là 10 quyển nào không ạ? Thì Trường xin được bật mí luôn. Có 10 quyển là những cái tờ báo hồi xưa khi mà Trường bắt đầu bước chân vào hoạt động trong con đường nghệ thuật từ năm 1998, khi mà chính thức hoạt động, cho đến nay là năm 2018. Thì cứ mỗi một năm như vậy á, thì Trường sẽ cắt ra những cái bài báo, những cái mẫu tin, những tấm hình viết về mình, hoặc là viết về mình với những nghệ sĩ khác, thì Trường lưu lại thành những cái tập hình như thế này để có thể ghi nhớ được cái năm mình hoạt động từ năm 1998 cho đến năm 2018. Có tổng cộng là 10 cái sắp bài như thế này. Cái tập đầu tiên của Trường khi mà bước chân vào con đường nghệ thuật năm 1998. Đây là bài báo đầu tiên khi mà viết về 4 ca sĩ tên Trường, mà lúc đó thì được các anh chị phóng viên với lại mọi người yêu mến đặt cho một cái tên, đó là Tứ Đại Thiên Vương, gồm có Lam Trường, Đoan Trường, Đan Trường và Vân Trường. Thì từ năm 1998, chúng tôi đã tự nhiên xuất hiện và được mọi người yêu mến. Và sau đó thì là mỗi bạn có một cái con đường hoạt động nghệ thuật riêng. Thì bây giờ quay trở lại với những cái bộ sưu tập này, thì Trường cố gắng Trường lưu giữ lại tất cả những cái hình ảnh của mình, những cái thông tin về báo chí, những cái poster, những cái thiệp mời, và đặc biệt rằng những cái lịch lưu diễn của mình trong suốt 10 năm. Thì cái tập này là tập đầu tiên từ năm 1998 cho đến năm 2000. Có những cái khi mà nó trôi qua, khi mà chúng ta chỉ nghe, chúng ta xem, chúng ta đọc và chúng ta quên mất. Nhưng mà có những cái chúng ta cần phải lưu giữ bằng hình ảnh. Thì đó là khi mà trực quan, khi chúng ta nhìn. Thì Trường rất là vui và Trường tự hào vì cái công sức của mình trong ngần ấy năm, từ năm 1998 hoặc là trước đó nữa,
Cho đến hiện tại thì bây giờ Trường tự hào rằng là bất kỳ có những cái tư liệu nào Trường có thể cung cấp được, không những cho bản thân riêng mình mà có thể cho những cái thế hệ nghệ sĩ trước đây cũng như bây giờ, và đặc biệt có những người chúng ta muốn biết những cái tư liệu đó thì Trường có thể sẵn sàng cung cấp được. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.